Như vậy là các khoản gửi tiền đây có thì có 176 tỷ là dưới 3 tháng, 550 tỷ là gửi tiền kỳ hạn 3 6 tháng. Rồi các khoản EVN và Genco 2 rồi, nhưng nôm na là cho 2 thằng kia vay, đúng không? Cho EVN và Genco 2. Như vậy ngành điện là có vẻ cảm giác là công ty mẹ còn vay lại công ty con, đúng không? Nhưng mà toàn thiếu tiền. Như vậy là ngành điện là có tình trạng thiếu hụt, đúng không? Hai ông kia gọi là huy động, thực ra bản chất là vay 1.883 tỷ 280, trong đó 1.000 tỷ đến hạn lần lượt 28 là 500, 29 là 500, là số tiền riêng cái số tiền còn lại 280 tỷ thì sẽ đều đặn mang tài sản đến 25 rồi. Rồi, mà khá như vậy là EVN cũng rất thiếu tiền, đúng không? Rồi, Enco cũng vay đến 603 tỷ. Rồi, nhưng mà Enco chính là công ty mẹ, hàng năm thì như lại phải lại cũng trả một lượng cổ tức tiền mặt ra khá cao, với khả năng là sẽ bù trừ cho cái khoản vay này. Đúng không? Như vậy là một chi tiết đáng chú ý là EVN và Genco 2, đúng không? Hai thằng là công ty mẹ đấy, đúng không? EVN thì mẹ của Genco 2, Genco 2 thì mẹ của phải lại là vay của PVC 1.883 tỷ. Điện này là cũng đáng lưu ý về vốn, đúng đầu tư dài hạn đây, đúng không? Như vậy là có thể thấy là nhìn phải lại khá dư giả, đúng không? Tổng ở đây là 2.609 tỷ, đúng không? Trong đó thì có khoảng tầm như này là khoảng 700, hơn 700 tỷ là gửi ngân hàng, 1.800 tỷ, gần 1.900 là cho hai kia vay, đúng không? Tổng là 2.600. Như vậy là khá dư giả, khá dư giả. Thế còn theo như cái tổng vay thời điểm đấy của nó thì đâu có chập rồi, vay có 900 thôi, 950 gì đấy, gần 950. Và lại đang tổng hai cái món này là đến tận 2006, nhưng mà là phải lại vẫn đang dư một cái lượng tiền rất lớn, đúng không? Cũng phải khoảng khoảng tầm gần 1.700 tỷ hoặc là hơn 1.600, đúng không? Khá cao, đúng không? Bây giờ ở đây thì là chúng ta sẽ thấy tiếp này. Bây giờ vào 31 tháng 12 2017 thì công ty cổ phần nhiên liệu Phả Lại đã thực hiện đầu tư các cái dự án điện là 2.535 tỷ, đúng không? Giá trị đầu tư đi cái gì vừa đây, cái này rất là bé à, còn bán ở tận 24, vậy là cũng ok. Nhưng mà sao tháng 4 rồi, tháng 4 bắt đầu tháng 2 17 rồi. Như vậy là chỉ còn cái con bên kia là phải lại thôi, hàng năm trả được cổ tức một tí của nó, trả nó có 3%, khá bé. Rồi, có thể sau đây là một thời gian nữa thì cái thằng nhiệt điện Phả Lại cái nó a à, thằng nhiệt điện Hải Phòng nó hoạt động tốt hơn, đúng không? Một thời gian khấu hao hết dần thì Phả Lại cũng sẽ nhận được một lượng cổ tức tốt rồi đấy. À, cũng đang nắm nhiệt điện Quảng Ninh, đúng không? 800 tỷ. Mua khá cao nhỉ, mua 73 triệu cổ, tức là tính ra thiên giá gốc này chỉ có 735 tỷ mà lại mua tận 817, tức là phải mua tận giá tầm 11 6% đúng không? Quảng Ninh đây rồi, mã QTP luôn rồi. Rồi giá này kém 8,5 rồi, không có gì. Như vậy là không có cổ tức miết từ năm 2017 à, quý 3 giờ còn lỗ cơ. Rồi 7 lãi lỗ rồi, như vậy là cũng rồi có 3.700 thôi, vốn chủ có 3.700, ở trên vốn này là 4.500, như vậy còn đang vốn, như vậy là chưa thể, như vậy nhà máy nó chắc là còn là rất mới, đúng không?
Hải Phòng thì 5.000 tỷ, thì còn nhiệt điện Quảng Ninh thì 4.000 rưỡi đúng không? Và nhiên liệu phản lại thì góp gần 26% bên kia, bên này thì góp gần 10 hơn 16% đúng không? À đây còn phát điện một, thằng này một công ty cùng cấp với Genco 2 đúng không? Genco 1 42% đúng không? Phản lại lên 16. Rồi như vậy là à đây cũng có ri Vinamilk rồi, cũng có các tên tuổi nhét thêm vào đây. Như vậy là đang 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 à, gửi tiền là nghỉ lại chút. Nhâm cái kia là 726 đúng không? Dưới này thì đang nắm ở đây là đầu tư QTP đúng không? Là nhà điện Quảng Ninh 817 tỷ, 73 triệu cổ. Cái này tương đương với 16% đúng không? Còn ở trên thì lại chút ra như Hải Phòng này đúng không? Là cũng đầu tư cho chiến lược ăn cổ tức rồi đúng không? Thằng kia là chưa có lãi thì thôi phải chịu. À cũng mua 129 triệu cổ, tức là gần 130 đi, mà lại mua giá tặng, tức là tương đương mệnh giá là khoảng 1.300 mà lại mua tận 1.451, tức là lệch 150, tức là phải giá hơn 11 cơ chứ không phải 11 là kia. Vậy chắc là ông y về bán lại thôi đúng không? Gọi là bắt ông này mua ông kia và giá thì chỉ không đúng 10, vậy là vẫn còn bị rớt rát ở đây một tí. Ở đây là hai gần 26 đúng không, 25,97 đây, tính xem giá 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 vốn đầu tư của hai vụ này xem như nào. Tập lần là 10. Rồi mua giá giá này là giá khá cao rồi đấy. Rồi. 11. Rồi. Bên kia xem nào. 1.451. 05. Rồi. Số lượng cổ phiếu xem nào. Rồi, hai ông đều mười một khoảng 11.1. Vậy là mua giá còn cao hơn bình thường khoảng 11%. Rồi. Event quốc tế. Quảng Ninh kiện có trên sàn, Hải Phòng trên sàn, EVN quốc tế đây các bạn. À đây. Có trên sàn ạ. Upcom, rồi cũng Upcom. 4.360, không cổ tức. Cũng lên 27. Lãi gì lại lãi mấy triệu, như vậy là anh làm gì nhỉ? Và lại 19, à Gen cơ 1 làm chính. 16, ngân hàng An Bình dính vào đây 10. Vì nào nó cũng dính vào đây, đúng không? Vì nó cũng dính bên kia. Vậy chắc là cái đóng vai trò là nhà nhà thầu xây lắp dự án rồi, đúng không? Không có doanh thu. Có hiểu nhỉ? Rồi, để đọc tiếp xem là nó giải thích cái gì.
Anh có tỷ 4 điều lệ 360, tiền đi đâu hết nhỉ? Xem ngó qua chút thằng này xem. Góp đống tiền vào đây mà lại không biết lý do. Mình nhầm. Tiền ngân hàng đây là 75 tỷ này. Rồi, tài sản cố định chả có gì. Góp vốn vào đơn vị khác 231. Đúng rồi, như vậy là cái khoản chính là góp vào thằng khác. Như vậy là mấy ông kia góp cho thằng này góp cho thằng khác. Như vậy là khá lòng vòng đúng không? Em có giải thích không? Rồi. Ở đây là không có thuyết minh sao nhỉ? Ở dưới thế nào? Rồi, báo cáo ông bên Nhập Com rất là lung cùng. Xét mới được. Rồi, thế mình số số 14. Rồi, em nó là cái gì? Nó biến tấu gì trong này? Hồi dài. Định đầu tư dự án nhà máy thủy điện Hạ Sê San 2. Nhưng mà là cái công trình này là tận bên Campuchia cơ, đúng không? Rồi, khá dài và tương đối lằng nhằng, đúng không? Cái là event thì chưa phải là nhiều lắm. À, đây cũng nói về dự án thủy điện Hạ Sơn anh. Tám là sẽ hoàn thành cái thằng là EIC này, đúng không? Công ty này thì hôm nay là góp 70 thôi, không lớn. Buôn đôn, à, buôn đôn xem như nào. À đây, bia là cũng là sản phẩm rồi. Rồi. À, cũng mới có tí cổ tức 4% rồi, nhỏ bé. 8. 200 à, lại cao ấy, đúng không? Nhưng lại khá cao. Năm nay thì lại không cao lắm, đúng không? Quý 3 là 18. À, quý kia thì không đáng kể nữa. Rồi, cái buôn đồn chắc cũng là một nhà máy mới thôi. Tầm tạm, đúng không? 55%. Các vụ là đầu tư thì cũng bé thôi, đúng không? Chủ yếu là hai vụ lớn lớn kia, Hải Phòng và Quảng Ninh. Còn mấy cái này mấy chục tỷ thôi, qua. Rồi lại góp tiếp một cái gì đó 100 tỷ công ty phát triển được Việt Nam. Rồi đây là nói rồi VPD sang Hồ Chí Minh luôn. Rồi, như vậy 15 10 giá 15 vốn điều lệ là như này là hơn 1.000 tỷ rồi, 1.000 tỷ sau.